Nigeria tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine AstraZeneca hết hạn. Bỉ bắt người đàn ông định tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 9. Samsung sẽ từ bỏ Android trên điện thoại thông minh. Tổng thống Biden mong ngày tái đấu ông Trump năm 2024. Mỹ tuyên bố không có ý định gây hấn với Nga. Intel xin lỗi Trung Quốc sau khi từ chối sản phẩm từ Tân Cương. Công ty bất động sản Silly Holding thông báo không trả nổi khoản nợ 250 triệu USD. 4 máy bay quân sự Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Cô Diêm Lệ Mộng nói, cuộc biểu tình Hồng Kông truyền cảm hứng để cô tố cáo Bắc Kinh về đại dịch COVID-19. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục tin thế giới tối ngày 23 tháng 12 của DKN TV. Thưa quý vị, Nigeria tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine AstraZeneca hết hạn. Giới chức Nigeria hôm 22 tháng 12 đã tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine COVID AstraZeneca hết hạn nhằm bảo đảm lòng tin của công chúng với chương trình tiêm chủng của nước này. Hơn 1 triệu hộp chứa vaccine COVID của AstraZeneca đã được đưa đến bãi rác ở thủ đô Abuja hôm qua và sau đó bị một xe ủi đất nghiền nát dưới sự chứng kiến của các quan chức y tế và phóng viên. Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia của Nigeria, Faisal Suez, cho biết nước này đã nhận được những liều vaccine COVID còn thời hạn sử dụng ngắn do châu Phi thiếu hụt nguồn cung. Ông nói, chúng tôi đã thu hồi thành công hơn 1 triệu liều vaccine AstraZeneca hết hạn sử dụng. Chúng tôi đã giữ lời hứa minh bạch với dân chúng Nigeria. Hoạt động tiêu hủy hôm nay là cơ hội để người dân tin tưởng chương trình tiêm chủng của chúng tôi. Osachi Ihenai, Bộ trưởng Y tế Nigeria cho biết, sẽ không tiếp tục nhận vaccine COVID có thời hạn sử dụng ngắn, theo chỉ thị của Ủy ban Tổng thống nước này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Nigeria đã tiêm gần 12 triệu mũi vaccine tính đến ngày 19 tháng 12. Tính từ đầu dịch đến nay, quốc gia đông dân nhất châu Phi này đã ghi nhận hơn 2 triệu ca nhiễm và gần 3.000 ca tử vong do COVID-19. Bỉ bắt người đàn ông định tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 9. Thưa quý vị, báo Slovenia của Bỉ đưa tin ngày 23 tháng 12 cho biết một người đàn ông chưa được công bố danh tính đến từ thành phố Chaleroi của nước này đã bị bắt giữ tại một trung tâm tiêm chủng hồi cuối tuần trước sau khi bị nhân viên tại đây phát hiện. Lý do là ông này đã đến đây để tiêm tổng cộng 8 mũi vaccine COVID trước đó. Và lần bị bắt này, ông cho biết dự định sẽ tiêm mũi thứ 9. Trường hợp của người đàn ông được cho là thay thế những người không muốn tiêm chủng bằng cách dùng nhiều giấy tờ tùy thân khác nhau cho mỗi lần tiêm. Theo báo Slovenia, người đàn ông và những người đã thuê ông đi tiêm hộ sẽ phải chịu những hình phạt pháp lý. Mặc dù Bỉ không bắt buộc người dân phải tiêm phòng COVID, nhưng những người được tiêm chủng đầy đủ sẽ được cấp thẻ xanh COVID, cho phép họ tự do đi lại và vào các địa điểm nhất định, bao gồm quán bar, nhà hàng, phòng gym, cũng như các sự kiện lớn. Trong tháng này, một người đàn ông ở New Zealand cũng bị phát hiện tiêm 10 mũi vaccine COVID trong một ngày, khiến nhà chức trách phải mở cuộc điều tra. Báo NZ Hero của New Zealand ngày 11 tháng 12 cho biết, người đàn ông nói trên được trả tiền để tiêm vaccine COVID thay cho những người khác. Ông ta đã đến nhiều điểm tiêm chủng COVID khác nhau và nhận tổng cộng 10 mũi tiêm vaccine chỉ trong một ngày. Nhà virus học Phó Giáo sư Helen Petrosis Harris cho biết, người đàn ông này dường như không gặp vấn đề gì sau khi tiêm 10 mũi nhưng có khả năng đối mặt với phản ứng miễn dịch vào ngày hôm sau. Samsung sẽ từ bỏ Android trên điện thoại thông minh. Thưa quý vị, Samsung cho biết sẽ chuyển dần việc sử dụng hệ điều hành Android trong điện thoại thông minh của hãng sang hệ điều hành Fuchsia của Google trong vài năm tới. Cựu nhân viên ngoại giao của Samsung, ông Kim Dae-hyun, thông báo việc này trên Twitter cá nhân. Ông Kim cho biết Samsung sẽ loại bỏ dần Android trong các thiết bị của hãng và thay thế hệ điều hành Fuchsia. Ông Kim Dae-hyun không nêu ra lý do khiến Samsung quyết định từ bỏ hệ điều hành Android. Tuy nhiên, ông trấn an người dùng rằng quá trình chuyển đổi sang hệ điều hành mới sẽ diễn ra từ từ và có thể mất đến vài năm. Các phóng viên của báo Phone Arena lưu ý rằng, hồi tháng 5 đã xuất hiện tin đồn Samsung sẽ thay thế Android bằng một hệ điều hành khác ngay từ năm 2018. Các nguồn tin của Bloomberg cũng đã nói về kế hoạch chuyển đổi của Google. Theo đó, Google sẽ chuyển tất cả các thiết bị hỗ trợ Android và Chrome OS sang hệ điều hành Fuchsia. Vào tháng 5, Google đã giới thiệu hệ điều hành Fuchsia khi ra mắt. Hệ điều hành này đã chạy trên màn hình thông minh Nexus thế hệ đầu tiên.
Google cho biết Fuser được gọi là hệ điều hành an toàn và dễ cập nhật, bao quát và thiết thực. Tổng thống Biden mong ngày tái đấu ông Trump năm 2024. Thưa quý vị, hôm 22 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận muốn tái tranh cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2024 nếu điều kiện sức khỏe cho phép, đồng thời khẳng định viễn cảnh tái đấu cựu Tổng thống Donald Trump vào cuộc tranh cử lúc đó. Trả lời phỏng vấn đài ABC News, Tổng thống Biden bày tỏ ý định tham gia cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Ông nói, nếu tôi vẫn tiếp tục khỏe mạnh như hiện tại, tôi sẽ tranh cử một lần nữa. Trước câu hỏi liệu ông có mong chờ gặp lại ông Trump tại cuộc bầu cử Tổng thống trong 3 năm nữa hay không? Ông chủ Tòa Bạch Ốc trả lời, tại sao không nhỉ? Ông ấy là ứng viên và điều đó càng gia tăng ý định tái tranh cử của tôi. Vào thời điểm nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, ông Biden đã bước qua tuổi 81. Tuần trước, Phó Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karin Jean-Pierre xác nhận Tổng thống Joe Biden có ý định cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris tái tranh cử vào năm 2024. Mỹ tuyên bố không có ý định gây hấn với Nga. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki hôm 22 tháng 12 cho biết, Mỹ và NATO không có ý định gây hấn với Nga. Thưa quý vị, phát biểu của bà Psaki là để đáp lại những tuyên bố của Tổng thống Nga Putin. Theo đó, vào hôm 21 tháng 12, phát biểu trước các quan chức quân đội cấp cao, Tổng thống Nga Putin tuyên bố ông không còn coi phương Tây là đối tác tin cậy. Theo ông Putin, Moscow đã tìm kiếm sự đảm bảo bằng văn bản về việc hạn chế sự mở rộng của NATO về phía gần biên giới Nga. Nhưng cơ hội để đạt được thỏa thuận này là rất mong manh. Ngay cả khi đạt thỏa thuận, Mỹ cũng có thể sẽ xé bỏ cam kết bất kỳ lúc nào. Ông Putin coi việc NATO mở rộng sang Đông Âu là hệ quả của những phân tích sai lầm của sự hưng phấn bắt nguồn từ chiến thắng của phương Tây trong chiến tranh lạnh. Ông nhấn mạnh Nga sẵn sàng thực hiện các biện pháp quân sự và kỹ thuật để phản ứng trước những gì mà nước này coi là bước đi không thân thiện của Washington. Trả lời họp báo hôm 22 tháng 12, bà Psaki gạt sang một bên những lời cảnh báo của Tổng thống Nga. Bà Psaki khẳng định Mỹ và NATO không có ý định gây hấn với Nga, do đó những lời cảnh báo của ông Putin không dành cho công chúng Mỹ, ám chỉ rằng đây chỉ là những tuyên bố nhằm xoa dịu người Nga. Bà nói thêm, NATO là một liên minh phòng thủ, Mỹ và các thành viên NATO không có ý định gây hấn với Nga. Tổng thống Putin có những khán giả của riêng mình, nhưng đó không phải là nước Mỹ hay những người sống ở Mỹ, phần lớn là thế. Cũng theo bà Psaki, Washington và Moscow đang tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao. Đây là tín hiệu lạc quan cho mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Intel xin lỗi Trung Quốc sau khi từ chối sản phẩm từ Tân Cương. Thưa quý vị, nhà sản xuất chip Intel của Mỹ hôm nay đã lên tiếng xin lỗi Trung Quốc sau khi bị người dân nước này phản ứng dữ dội vì các yêu cầu của các nhà cung cấp của họ không sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Intel cho biết công ty đã gửi thư cho các nhà cung cấp của mình yêu cầu họ bảo đảm rằng không sử dụng lao động hoặc hàng hóa từ tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền trên quy mô lớn với cộng đồng người Hồi giáo ở khu vực Tân Cương, trong đó bao gồm cả lao động cưỡng bức. Bức thư được công bố trong các hướng dẫn trên trang web của Intel, nêu chi tiết các cam kết của công ty, trong đó có việc cấm sử dụng lao động cưỡng bức. Nội dung của bức thư được đăng trên Weibo như sau. Các nhà đầu tư và khách hàng của chúng tôi đã hỏi xem liệu Intel có mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc hay không. Nhiều chính phủ đã áp đặt các hạn chế đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực Tân Cương. Do đó, Intel được yêu cầu bảo đảm chuỗi cung ứng của chúng tôi không sử dụng bất kỳ lao động hoặc nguồn hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ khu vực Tân Cương. Đây là một động thái nhằm hưởng ứng chính sách hạn chế từ các chính phủ và các công ty khác trong việc lên án tình trạng sử dụng lao động cưỡng bức đối với người Duy Ngô Nhĩ. Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng tuyên bố của Intel là vô lý. Nói thêm rằng công ty Intel đã tự phá đi nguồn sống của mình vì công ty này đã kiếm được 26% tổng doanh thu từ Trung Quốc vào năm 2020. Ca sĩ Trung Quốc Kari Wang cho biết trên Weibo rằng anh sẽ không còn làm đại sứ thương hiệu cho Intel. Nhiều người dùng Weibo cũng kêu gọi tẩy chay Intel. Một người dùng Weibo đăng một lời kêu gọi rằng phải chống lại, không mua. Có người kêu gọi nên dùng đồ của AMD. Tuy nhiên, một số cư dân mạng Trung Quốc đã chỉ ra rằng nhưng mọi người không thể không có liên quan gì đến Intel, không có sản phẩm thay thế ở Trung Quốc và AMD cũng là của Hoa Kỳ. Muốn chống lại Intel, thay thế nó nhưng lại không có gì khác để thay thế, thật là khó. Năm ngoái, một số thương hiệu thời trang lớn như H&M, Nike, Uniqlo đã tuyên bố không sử dụng bông và các sản phẩm lao động cưỡng bức từ Tân Cương. Dưới sự xúi dục của kênh truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, làn sóng tẩy chay các thương hiệu này đã nổ ra ở Trung Quốc. Sau đó, doanh thu của H&M tại Trung Quốc đã giảm 40%, 20 cửa hàng ở Trung Quốc phải đóng cửa. Tuy nhiên, do sự phụ thuộc của Trung Quốc vào chip chất lượng cao từ các nhà cung cấp phương Tây,
Intel có thể ít bị tổn thất hơn nhiều so với các công ty thời trang. Kính thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 12, công ty bất động sản Đại Lục Sinli Holding đã đưa ra thông báo rằng công ty không có khả năng thanh toán khoản nợ 250 triệu đô la Mỹ dự kiến sẽ dẫn đến vỡ nợ chéo. Sinli cho biết, công ty hiện không có đủ nguồn tài chính để trả nợ gốc và lãi cuối cùng của trái phiếu tháng 1 năm 2022. Công ty này cho biết, các khoản thanh toán như vậy dự kiến sẽ không được thanh toán vào ngày đáo hạn. Thông báo cho biết thêm, việc giao dịch cổ phiếu và chứng khoán nợ của công ty sẽ tiếp tục bị đình chỉ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông cho đến khi có thông báo mới. Vào ngày 20 tháng 9, cổ phiếu của Sinli Holding giảm mạnh đến 3 giờ 38 phút cùng ngày. Công ty ra thông báo về việc tạm ngừng giao dịch. Đến cuối ngày, cổ phiếu đã giảm hơn 87%. Và hôm đó, giá trị thị trường của Sinli đã bốc hơi khoảng 12 tỷ đô la Hồng Kông. Tờ báo Kinh doanh Thế kỷ 21 trích dẫn nguồn tin từ nội bộ của công ty cho biết vào tháng 9 năm nay, Sinli Holding đã đàm phán để bán các dự án của mình thuộc khu vực đồng bằng sông Dương Tử để trang trải các khoản nợ. Thêm vào đó, ngày 15 tháng 9, các nhân viên tại trụ sở chính của công ty đã liên tiếp nhận được thông báo bằng miệng về việc cắt giảm 50% lương. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra 3 lần danh đỏ đối với các công ty bất động sản vào tháng 8 năm ngoái để hạn chế nguồn tài chính của họ, điều đó khiến hầu hết các công ty bất động sản đại lục đều gặp vấn đề về nguồn vốn. Các công ty nối tiếp nhau vỡ nợ, trong đó có Evergrande, Caniva và Kaisa. Công ty tài chính Nhật Bản Nomura Security dự đoán rằng các nhà phát triển bất động sản ở Trung Quốc và các đối tác xây dựng của họ sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức tài chính ngày càng nghiêm trọng trong những tháng tới. Thưa quý vị, 4 máy bay quân sự Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. 4 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hôm thứ Tư, 22 tháng 12, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 17 của không quân Trung Quốc vào không phận Đài Loan trong tháng này. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, 4 máy bay gồm có 2 máy bay chiến đấu thẩm dương J-16, 1 máy bay phát hiện tình báo điện tử Y-8 và 1 máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 đã tiến vào góc Tây Nam trong không phận hòn đảo. Đáp lại, Đài Loan đã cử các máy bay chiến đấu phát cảnh báo vô tuyến và khai triển hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của Trung Quốc. Tổng số máy bay Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan từ đầu tháng 12 cho đến nay là 64 máy bay, bao gồm 38 máy bay chiến đấu, 2 máy bay ném bom và 24 máy bay phản lực cánh quạt. Máy bay quân sự Trung Quốc đã được phát hiện trong không phận Đài Loan hầu như hàng ngày trong tháng này, trừ các ngày 5, 12, 17, 20, 21 tháng 12. Tại phiên họp lập pháp hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính đã thông báo cho các nhà lập pháp về các động thái của quân đội trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng. Ông Khâu cho biết, kể từ đầu năm cho đến nay, không quân Trung Quốc đã thực hiện hơn 940 cuộc xâm nhập vào không phận Đài Loan. Theo ông Khâu, để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc, quân đội Đài Loan đã tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ và tác chiến phi đối xứng. Cô Diêm Lệ Mộng nói, cuộc biểu tình Hồng Kông truyền cảm hứng để cô tố cáo Bắc Kinh về đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, xuất hiện trong chương trình của Epoch TV, tiến sĩ nhà virus học Diêm Lệ Mộng nói rằng cô không ngần ngại liều mạng mình và cả sự nghiệp để lên tiếng về đại dịch COVID-19 và tố cáo tội ác của Bắc Kinh. Năm 2020, cô Diêm đã công bố các báo cáo chứng minh virus corona chủng mới đến từ phòng thí nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nó là một vũ khí sinh học quân sự. Cô Diêm đã đào thoát khỏi Hồng Kông và xin tị nạn ở Mỹ vào tháng 4 vì lo ngại tính mạng bị đe dọa khi cô nắm giữ nhiều bí mật về virus corona. Nhà virus học Diêm Lệ Mộng từng làm việc tại một môi trường đại học danh tiếng ở Hồng Kông, một trong những trung tâm hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu về các loại bệnh truyền nhiễm và là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới dịch tễ học toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cô Diêm nói với Epoch TV, tôi mới là vấn đề lớn, họ, Đảng Cộng sản Trung Quốc, muốn tôi phải biến mất. Về lý do tại sao cô lại bị coi là mối đe dọa như vậy đối với giới cầm quyền Bắc Kinh, nữ tiến sĩ nói, lý do rất rõ ràng, bởi vì những điều tôi đang nói với thế giới thực sự tiết lộ những kế hoạch bí mật hàng đầu của chính phủ Trung Quốc. Họ đã dành hơn 20 năm để nghiên cứu vũ khí sinh học mới lạ, bao gồm cả việc sử dụng virus corona. Các báo cáo mà cô Diêm đưa ra không dễ xác minh, nhưng cô Diêm nói cô đặt uy tín của mình lên hàng đầu bằng cách chia sẻ quan điểm trên các hồ sơ để công chúng có thể tự đánh giá về những gì thực sự đã xảy ra ở Vũ Hán. Tuyên bố về vũ khí sinh học của nữ tiến sĩ đã không nhận được sự ủng hộ trong các công bố của cộng đồng khoa học quốc tế và bị cộng đồng tình báo Hoa Kỳ bác bỏ. Trong báo cáo hồi tháng 8, giới khoa học cho biết, chúng tôi đánh giá virus không được phát triển như một vũ khí sinh học.
Tuy nhiên, có thông tin tình báo ủng hộ thông tin về sự tồn tại của chương trình vũ khí sinh học do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Vào tháng 5, phóng viên điều tra của tờ Australian Sari Maxson đã báo cáo rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong quá trình điều tra về nguồn gốc của COVID đã phát hiện ra một báo cáo dài 263 trang do các nhà khoa học quân đội Trung Quốc và các quan chức y tế công cộng cấp cao của Trung Quốc viết từ năm 2015. Bài báo có tiêu đề Nguồn gốc không tự nhiên của SARS và các chủng mới của virus do con người tạo ra dưới dạng vũ khí sinh học di truyền đã vạch ra các cơ hội với virus corona SARS cho một kỷ nguyên mới của vũ khí di truyền. Trong đó, virus có thể được điều khiển nhân tạo thành virus gây bệnh ở người mới nổi, sau đó được vũ khí hóa và giải phóng theo cách chưa từng thấy trước đây. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng đây là một động lực tiềm tàng để Bắc Kinh quan tâm đến việc phát triển nghiên cứu vũ khí sinh học của riêng mình. Vượt qua làn danh đỏ, cô Diêm nói rằng vì cô đã vượt qua làn danh đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các lợi ích chính trị của nó, các đặc vụ và người cung cấp thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã theo dõi các mối liên hệ của nữ tiến sĩ ngay cả trên đất Mỹ, đồng thời tung tin đồn để làm suy giảm danh tiếng của cô. Chồng cô thậm chí đã thay mặt chế độ để yêu cầu cô trở lại Hồng Kông, nơi cô có thể bị buộc tội theo cái gọi là luật an ninh quốc gia mới của Bắc Kinh, sau một nỗ lực bất thành để đầu độc bữa sáng của cô trước khi cô đào thoát sang Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2020. Cô Diêm nói, chồng tôi luôn cố gắng giúp chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông đưa tôi trở về. Cô mô tả những nỗ lực của anh ấy là điển hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là sử dụng các thành viên trong gia đình để gây áp lực với những người chỉ trích chính quyền. Cô Diêm cho biết, anh ấy nói với tôi rằng nếu tôi quay lại, chính phủ sẽ nói tôi vô tội. Họ sẽ cung cấp cho tôi một phòng thí nghiệm. Họ sẽ cung cấp cho tôi rất nhiều khoản trợ cấp, chẳng hạn như hàng triệu đô la. Khi đại dịch bùng phát vào tháng 1 năm 2020, Diêm cho biết cô nhận ra rằng lúc đó rất khẩn cấp phải lên tiếng. Cô Diêm đã tuyên bố rằng giới chức Trung Quốc đã biết về sự lây truyền từ người sang người của một loại virus giống SARS vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sau đó hồi tháng 1, Diêm Lệ Mộng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và WHO đã nói dối thế giới về những gì họ đã biết về sự lây truyền của virus. Nữ tiến sĩ nói thêm rằng, ở giai đoạn này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịt miệng những người tố giác. Cô Diêm sau đó nghĩ, nếu tôi không nói về thế giới, họ sẽ tiếp tục che đậy điều đó và sẽ có đợt bùng phát lớn hơn và thậm chí là đại dịch trên toàn thế giới. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, cô quyết định công khai. Cô đã tiết lộ về ông Luder, chủ một kênh YouTube chống Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng tiếng Trung có trụ sở tại Mỹ. Nữ tiến sĩ nói với Epoch TV rằng, nó đã làm trì hoãn sự bùng phát và giảm thiệt hại theo một cách nào đó, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã buộc phải thừa nhận sự bùng phát ở Vũ Hán trong vòng 4 giờ. Sau những tiết lộ của cô Diêm nói rằng cô đã được truyền cảm hứng để lên tiếng sau khi chứng kiến các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Tôi đã ở Hồng Kông và khi tôi chứng kiến điều đó xảy ra ở Hồng Kông, tôi nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể xấu xa như thế nào. Họ muốn giành lấy tự do, dân chủ, nhân quyền, tất cả những điều cơ bản này từ những người nghèo. Và một khi mọi người bắt đầu chiến đấu, họ sẽ bị biến mất. Cô Diêm nói rằng một trong những cảnh biểu tình thực sự gây ấn tượng với cô là nhiều người cao niên của Hồng Kông đã ngoài 70 hoặc 80 đứng trên chiến tuyến để ngăn cảnh sát làm hại những người biểu tình. Hầu hết những người biểu tình là những người trẻ tuổi. Nữ tiến sĩ cho biết thêm rằng, những người cao niên nói với các nhà báo rằng, khi họ còn trẻ, 50 năm trước, họ không nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc quá xấu xa, vì vậy họ đã không ngăn chặn chính quyền đó. Và bây giờ họ nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc là xấu xa, và họ đã không làm điều đó khi còn trẻ. Vì vậy họ muốn làm điều đó vào lúc này để giúp đỡ các thế hệ tiếp theo. Cô Diêm chia sẻ, vì vậy đây cũng là điều tôi nghĩ, đây là điều tôi muốn làm để ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và tôi thật may mắn vì hiện tại tôi vẫn còn sống để chia sẻ những điều đó với mọi người. Vì vậy, nó rất dễ dàng. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deccan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Deccan News trên SnapChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của Deccan TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.